Du Lê xin mến chào quý vị đang theo dõi Tin Người Việt Canada, bản tin tối thứ Ba ngày 22 tháng 10. Chúc quý vị và gia đình mọi điều bình an và may mắn, và một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị trong suốt thời gian qua đã dành tình cảm cho bản tin, cũng như là những góp ý để cho bản tin ngày càng hữu ích hơn. Và thưa quý vị, cập nhật tình hình đang được quan tâm về chuyện mà Thủ tướng Justin Trudeau đang bị kêu gọi là từ chức. Nhưng mà ngày hôm nay thì ông đã khẳng định rằng là quyền lãnh đạo của ông đang không gặp nguy hiểm. Một ngày trước cuộc họp kín của đảng Tự do rất được mong đợi vào ngày mai, thưa quý vị, nơi mà tương lai cũng như là vị trí lãnh đạo của ông dự kiến sẽ được thảo luận. Và khi mà được hỏi trực tiếp ở trên đường đến cuộc họp nội các vào ngày hôm nay 22 tháng 10, rằng liệu ông có cảm thấy lo lắng về số phận của mình hay không, Thủ tướng Trudeau đã nhanh chóng đáp trả lời rằng là không. Và khoảng 1 giờ sau, các bộ trưởng đã bắt đầu đi vào phòng họp và nói với các phóng viên rằng họ vẫn ủng hộ Thủ tướng. Tôi hoàn toàn ủng hộ Thủ tướng, lời chia sẻ của Bộ trưởng Tư pháp, toàn bộ nội các, và chắc chắn là tôi ủng hộ Thủ tướng 100%. Người đã lãnh đạo đất nước này vượt qua thời kỳ khó khăn trong vài năm qua. Và Bộ trưởng Di sản Canada thì cho biết, tôi nghĩ rằng đã đến lúc họp kín và tất cả chúng ta thực sự phải nghĩ đến người dân Canada. Đây cũng là thời điểm tốt để cho chúng ta chuẩn bị cho một cuộc bầu cử tiếp theo. Bộ trưởng nhà ở là ông Sean Fraser cũng đã lên tiếng ủng hộ và nói rằng tôi là thành viên nội các của ông ấy và rõ ràng là chúng tôi ủng hộ cho Thủ tướng. Tôi nghĩ rằng công việc mà chúng tôi đang cố gắng thực hiện để giúp đỡ người dân Canada thực sự là trọng tâm chính hiện nay. Và đây là lần đầu tiên mà các bộ trưởng của Thủ tướng Trudeau họp kể từ khi mà 4 thành viên hàng đầu của Thủ tướng tuyên bố rằng họ sẽ không tái tranh cử và tạo tiền đề cho một cuộc xáo trộn sắp xảy ra. Trong khi đó, một số bộ trưởng cho biết rằng các đồng nghiệp của họ nên tập trung vào việc phục vụ người dân Canada cũng như là để ý đến đối thủ của mình, đó là đảng bảo thủ. Và các bộ trưởng khác cũng cho biết rằng sự bất đồng trong hàng ngũ cũng như là những cuộc tranh luận sắp tới về định hướng của đảng sẽ là dấu hiệu của một nhóm họp kín lành mạnh, nơi có thể bày tỏ những quan điểm khác nhau. Tôi không nghĩ đó là điều xấu, tôi nghĩ đây là dấu hiệu của một nhóm dân chủ mạnh mẽ, Bộ trưởng Y tế ông Mark Holland cho biết, và tôi thoải mái với những cuộc trò chuyện khó khăn. Nếu không, thì tôi đã không làm điều này 9 năm sau. Đó chỉ là một phần của chính trị, Bộ trưởng Dịch vụ bản địa đã chia sẻ. Quay trở lại hiện nay, thưa quý vị, Thủ tướng Trudeau đang phải đối mặt với những lời kêu gọi từ chức từ những cá nhân có liên quan với đảng trong nhiều tháng qua, với sự thất vọng được thúc đẩy bởi một cặp thất bại trong cuộc bầu cử bổ sung ở Toronto cũng như là ở Montreal. Nhưng mà những hành động mới nhất này là áp lực trực tiếp nhất, vì nó đến từ các thành viên được bầu của Quốc hội. Người ta đưa tin rằng có tới 30 nghị sĩ tự do tham gia vào nỗ lực thúc đẩy việc lật đổ Thủ tướng Trudeau, hoặc ít nhất là xem xét lại tương lai của ông. Tuy nhiên, vẫn còn sự không chắc chắn về số lượng nghị sĩ tham gia, và đó là ai thì không được chia sẻ. Và vào 21 tháng 10, nghị sĩ tự do lâu năm Singh Crazy cũng đã là người đầu tiên công khai xác nhận rằng ông đã ký một lá thư yêu cầu Thủ tướng Trudeau từ chức, nhưng ông không nói có bao nhiêu đồng nghiệp của mình đã làm như vậy. Và Bộ trưởng Tài nguyên Thiên nhiên là Jonathan Wilkinson cũng đã biết rằng, và cho biết mặc dù ông tôn trọng những chia sẻ của ông Casey, nhưng mà ông không nghĩ rằng quan điểm của ông được phần lớn nhóm nghị sĩ của Thủ tướng Trudeau chia sẻ. Đảng Tự do là một đảng lớn và chúng tôi có những cuộc thảo luận mạnh mẽ, như chúng tôi sẽ làm trong cuộc họp kín sắp tới. Và vào thời điểm này, rõ ràng là trong những cuộc thăm dò ý kiến và công chúng, chúng tôi không dẫn đầu. Có mối lo ngại từ các thành viên của cuộc họp kín và điều quan trọng là chúng tôi phải có cuộc thảo luận đó. Và cập nhật tin tức liên quan, thưa quý vị, Đảng Tự do ở New Brunswick thành lập chính phủ đa số và nữ thủ hiến đầu tiên của tỉnh. Đảng Tự do New Brunswick sẽ thành lập chính phủ đa số ở trong tỉnh và trở lại nắm quyền lần đầu tiên kể từ năm 2018. Hàng trăm ngàn người New Brunswick đã đi bỏ phiếu vào thứ Hai 21 tháng 10 để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lần thứ 61 của tỉnh. Và lãnh đạo Đảng Tự do mới, đó là bà Susan Holt, đã đưa đảng này đến chiến thắng sau khi mà cựu thủ lĩnh là Kevin Vickers rời đi sau thành tích đáng thất vọng của Đảng Tự do trong cuộc bầu cử năm 2020. Và bà Susan là người từng là cố vấn phát triển kinh tế cấp cao, đã giành chiến thắng trong cuộc đua giành quyền lãnh đạo của Đảng Tự do vào năm 2022 và được bầu vào cơ quan lập pháp vào năm 2023. Trong suốt chiến dịch tranh cử kéo dài 33 ngày, thì bà đã tập trung vào nhiều lời hứa về việc chăm sóc sức khỏe, bao gồm các phòng khám chăm sóc cộng đồng, hay là mở rộng dịch vụ sinh, cũng như là tài trợ cho việc thụ tinh trong ống nghiệm. Và bà cũng hứa là sẽ đảo ngược những thay đổi của Đảng Bảo thủ Tiến bộ đối với chính sách 713, cho phép giáo viên sử dụng tên riêng và đại từ ưa thích của học sinh mà không cần xin phép phụ huynh trước. Về cái điểm này đó thưa quý vị, cần phải nói rõ, tức là nếu như một đứa trẻ mà xác định được giới tính của mình, hoặc là mong muốn cái xu hướng giới tính của mình là gì, gọi là trai hay là gái, thì không cần phải xin phép phụ huynh trước. Đây là cái nội dung đã được chia sẻ. Và quay trở lại thì bà nói rằng chúng ta phải bắt tay ngay vào việc giải quyết những vấn đề quan trọng đối với người dân New Brunswick, và bước đầu tiên đó là làm cho cuộc sống trở nên dễ chịu hơn. Và chúng tôi cũng đã cam kết xóa thuế về hóa đơn tiền điện, áp dụng mức trần tiền thuê nhà hay là xóa thuế giá xăng. Đó là những việc mà chúng ta có thể thực hiện được nhanh chóng, nên là chúng ta sẽ hành động ngay trong ngày đầu tiên để mang lại một sự cứu trợ cho rất nhiều người dân New Brunswick đang gặp khó khăn trong việc kiếm sống. Với tin tức này, Thủ tướng Justin Trudeau cũng đã chúc mừng bà Susan. Và ông chia sẻ, tôi mong muốn được làm việc với Thủ hiến để thực hiện những ưu tiên của người dân Canada, và cùng nhau chúng ta sẽ xây dựng một tỉnh thịnh vượng hơn và là một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân New Brunswick, và nói riêng cũng như là nói chung ở Đại Tây Dương cũng như là trên khắp Canada. Và chiến thắng của chính phủ đa số đảng tự do đã khiến cho đảng bảo thủ ở bên ngoài nhìn vào quyền lực trong tỉnh lần đầu tiên sau 6 năm. Đây là sự suy thoái rõ rệt đối với lãnh đạo của đảng bảo thủ, người đã đưa đảng lên vị trí đa số vào năm 2020 và đang tìm kiếm nhiệm kỳ thứ 3 để làm thủ hiến. Và không biết với những tin tức này thì quý vị sẽ suy nghĩ và cũng đưa ra những cái phán đoán như thế nào. Bản tin Người Việt Canada sẽ cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất vào cuộc họp nội các ngày mai. Duplex giá bán $1.400.000. St. Laurent, Montreal, Quebec, H1S2B8. Tòa nhà có kiến trúc xây dựng độc đáo và hiếm có, mặt tiền bằng đá cẩm thạch và hai nhà kính 4 mùa phía sau. Bất động sản gồm 2 căn hộ 5 rưỡi và 1 căn hộ 6 rưỡi. Có 1 chỗ đậu xe phía trước và khả năng làm thêm 4 chỗ đậu xe bên hông nhà. Toàn bộ 3 căn hộ đã được sửa mới hoàn toàn. Mái nhà bảo hành 30 năm. Vị trí lý tưởng, khu vực dễ dàng có người thuê tốt với giá cao. Thu nhập tiềm năng $85.000 một năm. St. Laurent là một quận có giá trị bất động sản tăng ổn định, khiến nơi đây trở thành một khoản đầu tư dài hạn thông minh. Hãy liên lạc Rinter Lan Vũ, người am hiểu và nhiều năm kinh nghiệm tại thị trường địa ốc Montreal. Lan Vũ và team sẽ hỗ trợ thủ tục nhà băng để giao dịch được thuận lợi thành công. 514-967-4889. Townhouse 3 tầng mới xây dựng 2016, Langley, BC, 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm, garage parking, ở trong khu vực yên tĩnh và đầy đủ tiện ích. Giá bán 749.900. Xin liên lạc Tony Trần 604 780 1555. Và thưa quý vị, với thông tin mà Tin Người Việt Canada đã đưa vào bản tin ngày 21 tháng 10, cảnh báo đi du lịch ở Cuba thì cũng đã có một cái bình luận được chia sẻ, nhưng mà Du Lê rất là xin lỗi vì Du Lê đã đọc sai cái địa danh. Và một lần nữa khi mà nói tới vấn đề đi du lịch ở Cuba, thưa quý vị, thì đã có một quý vị chia sẻ cái kinh nghiệm của mình như sau. Đó là chúng tôi mới đi du lịch ở Cuba vào tháng 5, một tuần, và thức ăn ở đây thì rất là tệ. 3 ngày sau cùng thì không có trứng, không có toilet paper, và điều hết sức ngạc nhiên là không có đường để uống cà phê, mà lại là một nước sản xuất đường mía. Đó là chia sẻ khi nói về Cuba, nhưng mà Du Lê đã đọc sai. Rất là cảm ơn quý vị đã thông cảm và đã chỉ ra. Nhưng mà quay trở lại với tin tức này, thì hiện nay những người mà đang đi du lịch ở Cuba là người Canada đó thưa quý vị, đưa một cái thông điệp về, đó là quý vị hãy ở nhà. Đây là một cái nơi đang có những biến động cũng như là những cái thay đổi. Một vùng rộng lớn của Cuba vẫn mất điện và chìm trong bóng tối nhiều ngày sau 4 lần lưới điện đã bị sập trong vòng 48 giờ. Và không có điện buộc cho mọi người phải nấu ăn ở trên lửa trại ngoài trời, dọc theo đường phố, và không có một thiết bị nào hoạt động. Và cái tai nạn mất điện cũng buộc các trường học cũng như là nơi làm việc ở Cuba phải đóng cửa. Một người Canada hiện đang đến thăm Cuba và cho biết rằng có rất nhiều rác và chuột chạy xung quanh. Người dân Cuba đang phải chịu đựng và thật đáng buồn khi mà chứng kiến cảnh tượng này. Mọi người đói, mọi người khát. Và hàng người mà tôi thấy chỉ đang cố gắng xin bánh mì có lẽ là dài tới nửa km. Các khu nghỉ dưỡng thì có máy phát điện, nhưng mà nhiều máy đã ngừng hoạt động và hầu hết các nhà hàng đã đóng cửa và rất khó để có thể tìm được một chai nước. Người này và những người khác cũng đang rất muốn được quay trở về Canada. Tôi có hàng trăm người ở đây trong khu nghỉ dưỡng muốn rời đi. Tôi có tên của họ và tôi có mọi thứ. Thế là mất điện rồi. Thế là hết máy lạnh vào ban đêm rồi. Và anh Kenko có gia đình ở Cuba. Và chính vì đó là lý do mà anh thường xuyên đến thăm. Nhưng mà thừa nhận rằng anh chưa bao giờ thấy một điều gì giống như vậy đã xảy ra trước đây tại Cuba. Và còn chia sẻ thêm là nhân viên khách sạn hiện nay đang kiệt sức và mặc dù dịch vụ thì khan hiếm nhưng mà khách du lịch vẫn đến. Những người nghèo này không biết là họ sẽ đi đâu và không chỉ vậy, họ thậm chí còn không thể làm thủ tục nhập cảnh vì không có điện. Họ không thể kích hoạt thẻ để cho những người nghèo này vào. Và vì vậy là có tới khoảng từ 300 đến 400 người đang ở sảnh đợi, tất cả đang đều hỗn loạn, la hét và đánh nhau nữa thưa quý vị. Có thể nói Cuba hiện đang trải qua và đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng với tình trạng thiếu hụt trên diện rộng mọi thứ từ thuốc men cho đến nhiên liệu. Và tình trạng mất điện không phải là hiếm ở Cuba, nhưng mà quy mô của tình trạng mất điện chi tiết này là chưa từng có. Có những vấn đề về cơ sở hạ tầng cũ kỹ và thiếu nhiên liệu. Đây là những chia sẻ của Phó Giáo sư Lịch sử Hoa Kỳ Latin tại Đại học Calgary. Họ chủ yếu dựa vào nhiên liệu từ Venezuela, nhưng mà trong vài năm trở lại đây, Venezuela đã tự mình rơi vào cuộc khủng hoảng về nhân đạo. Có những lo ngại rằng tình hình này có thể sẽ phát triển thành một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn hơn nhiều, và một số người lại thúc giục Hoa Kỳ hay dỡ bỏ lệnh cấm vận về thương mại. Chúng tôi đang làm mọi cách để chấm dứt lệnh phong tỏa, và lệnh phong tỏa là vấn đề chính. Nếu họ để cho người Cuba làm những gì họ muốn, bạn sẽ không thể thay đổi hệ thống ở đó. Và trong khi Cuba phụ thuộc rất nhiều vào du lịch, và những lời kêu gọi những người khác đó là hiện nay hãy ở nhà, ít nhất là cho đến khi mà cuộc khủng hoảng điện được giải quyết. Đây không phải là Cuba mà chúng ta từng biết. Và tiếp đến thưa quý vị, cập nhật một chút về giá vàng thế giới. Và giá vàng thế giới cập nhật vào sáng ngày hôm nay 22 tháng 10 đã lên con số là 2.738 đô. Giá vàng thế giới nhìn chung đã tăng 0,62% trong 24 giờ qua, tương ứng với việc là tăng 16,87 đô cho một ounce. Và đêm qua có thời điểm mà giá vàng lập một đỉnh mới và lên tới 2.740 đô cho một ounce, trước khi hạ trở lại một chút vào sáng ngày hôm nay. Và chỉ trong vòng một tháng thì giá vàng thế giới đã tăng 4,12% và tăng 37% trong vòng một năm qua. Hiện nay giá vàng thế giới đang tăng nhanh chóng. Như quý vị đã biết, được cho là nhu cầu gia tăng do yếu tố về địa chính trị phức tạp ở khu vực Trung Đông, giữa Nga, Ukraine hay là Israel và Hamas. Và bản thân Du Lê thưa quý vị, khi mà nói tới vấn đề đầu tư vàng, tất nhiên là không... rất là nhiều chuyên gia đưa ra cái lời khuyên là nếu như quý vị quyết định đầu tư vàng vào cái thời điểm cao này thì là không nên, vì có rất là nhiều biến động. Nhưng mà quý vị mà ở Canada, nếu như quý vị nào có kinh nghiệm thì cho Julie cá nhân được hỏi đó là nếu như chúng ta đầu tư vàng ở Canada thì cái việc mua bán sẽ diễn ra như thế nào? Quý vị có thể chia sẻ và cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và tiếp theo thưa quý vị, mùa nhập học đã đến nhưng mà hàng ngàn sinh viên quốc tế đang bỏ lỡ kỳ học mùa thu do chậm trễ về vấn đề thị thực. Và chính xác là hàng ngàn sinh viên quốc tế dự kiến sẽ học lại tại 3 trường cao đẳng Ontario nhưng mà hiện nay đã bỏ lỡ học kỳ mùa thu sau khi mà Ottawa tuyên bố là sẽ thắt chặt hơn nữa về hệ thống cấp phép du học của Canada. Và một số viên chức nhà trường đã cho rằng sự sụt giảm mạnh về số lượng tuyển sinh là do tác động tiêu cực từ chính sách của chính phủ liên bang và do việc chậm trễ cấp thị thực do cách tiếp cận nghiêm ngặt hơn trước. Ví dụ như là chia sẻ của hiệu trưởng trường cao đẳng St. Laurent ở Kingston, Ontario. Ông cho biết rằng Dự kiến sẽ có 1.600 sinh viên quốc tế mới vào mùa thu này, nhưng mà hiện nay chỉ có 775 sinh viên đã vào khóa học. Điều này không bình thường và xác nhận rằng nhiều sinh viên hiện nay đang gặp khó khăn trong việc xin thị thực đúng hạn và trường đã chấp thuận yêu cầu hoãn lại cho khoảng 1/3 số sinh viên. Đây là kết quả trực tiếp của một số quyết định về chính sách liên bang mà chúng tôi đã thấy nó diễn ra. Vào tháng trước, Bộ trưởng Di trú Mark Miller đã thông báo rằng ông sẽ hạ giới hạn thêm 10%, nghĩa là sẽ có ít hơn khoảng 300.000 giấy phép được cấp trong vài năm tới. Và Canada có kế hoạch sẽ giới hạn 437.000 giấy phép du học vào năm 2025-2026. Chính sách này có nghĩa là thương hiệu của Canada như một điểm đến về giáo dục đã bị ảnh hưởng, và về cơ bản Canada đang nói rằng chúng tôi sẽ đóng cửa kinh doanh. Ông Michael MacDonald là Giám đốc quan hệ chính phủ và chính sách cao đẳng và Viện Canada đã cho biết rằng các trường cao đẳng đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của mình về sự sụt giảm số lượng sinh viên quốc tế ghi danh vào mùa thu năm nay. Chúng tôi dự kiến sẽ có sự sụt giảm đáng kể trong số các thành viên của mình, và những thay đổi của liên bang đã gây ra một sự không chắc chắn đối với cả trường học, vốn phụ thuộc rất nhiều vào học phí của sinh viên quốc tế, và đối với những sinh viên tiềm năng, những người đang quyết định có nên đến Canada để có thể tiếp tục học hay không. Chúng tôi nghĩ rằng sự không chắc chắn đó càng làm giảm số lượng tuyển sinh và đặt ra nhiều câu hỏi về nỗ lực tuyển dụng của chúng tôi hiện nay. Ottawa nhấn mạnh rằng cần phải giới hạn số lượng sinh viên quốc tế để có thể mang lại sự ổn định cho dân số thường trú nhân đang gia tăng của chúng ta. Và người phát ngôn của Bộ Di trú cũng nói thêm rằng không thể duy trì được sự gia tăng hàng năm về số lượng sinh viên quốc tế trong khi mà vẫn bảo đảm sinh viên nhận được sự hỗ trợ cần thiết nhất. Sinh viên quốc tế không phải chịu trách nhiệm cho những thách thức mà cộng đồng đang phải đối mặt, nhưng mà sự gia tăng nhanh chóng gần đây của nhóm dân số này đang gây áp lực đáng kể lên các dịch vụ của chúng ta. Và có một số cơ sở tại các thành phố khác nhau của Ontario, nơi mà đã chào đón gần 1.500 sinh viên từ các quốc gia khác nhau vào mùa thu năm nay, tức là cũng đã ít hơn khoảng 38% so với năm ngoái. Và có một tác động tài chính từ những người này cho biết rằng không chỉ đến việc là những khoản phí dự kiến sẽ nộp, mà năm nay chúng tôi có thể không xoay sở được, và trong tương lai mọi chuyện sẽ có thể tồi tệ hơn. Trường cao đẳng vừa mở một khu ký túc xá sinh viên 300 giường mới tại trung tâm thành phố Hamilton để chào đón thêm nhiều sinh viên quốc tế, nhưng mà hiện nay chỉ có 60 sinh viên có thể ghi danh và đang sống ở đó mà thôi. Và sự sụt giảm này là do một số yếu tố, bao gồm cả những lo ngại của sinh viên nước ngoài về tương lai của họ tại Canada khi mà rất nhiều chính sách hiện nay đã thay đổi. Và một thay đổi khác của liên bang sẽ ảnh hưởng tới việc cấp giấy phép lao động cho sinh viên tốt nghiệp đại học, vốn được cung cấp rộng rãi trong quá khứ nhưng hiện nay sẽ bị hạn chế ở những khu vực thiếu hụt lao động tại Canada. Và thay đổi này sẽ ảnh hưởng tới những sinh viên nộp đơn xin giấy phép sau ngày 1 tháng 11 năm 2024, thưa quý vị. Thưa quý vị, tiếp theo là thông tin liên quan tới thành phố Toronto khi mà nơi đây sẽ chi hàng triệu đô để thay thế đồng hồ nước bị hư hỏng. Nhân viên thành phố cho biết rằng họ đã ký vào một hợp đồng không cạnh tranh khẩn cấp để thay thế hàng ngàn đồng hồ nước đã bị hư và sớm dự kiến sẽ bị hư, và dự kiến sẽ còn nhiều hơn nữa máy móc bị hư hỏng. Sự gia tăng nhanh chóng cũng như là bị hư hỏng sớm của hơn 150.000 trong số 470.000 đơn vị truyền tải là đồng hồ nước, viết tắt là MTU của thành phố, với tốc độ cao hơn rất nhiều so với dự kiến trước đây, và điều này đã tạo ra một thách thức đáng kể cho thành phố Toronto. Nhân viên thành phố cho biết trong một báo cáo trước Ủy ban Cơ sở Hạ tầng và Môi trường vào tuần này, và tình hình này đòi hỏi là hành động ngay lập tức để bảo đảm rằng hóa đơn dịch vụ khách hàng cũng như là tiện ích nước của thành phố được đưa ra một cách chính xác, kịp thời và hiệu quả. Vấn đề này xuất hiện vào mùa hè khi mà một số khách hàng đã nhận thấy rằng họ nhận được một hóa đơn tiền nước cao gấp 2 hoặc là 3 lần so với dự kiến, thưa quý vị, và điều này cũng đã được bản tin Người Việt đưa ra. Nhân viên cho biết rằng thành phố đã chi khoảng 5,5 triệu đô để thay thế đồng hồ theo hợp đồng với công ty có tên là Asklara, và hầu hết doanh thu nước của thành phố đến từ lượng nước tiêu thụ được đo bằng đồng hồ. Vào năm 2015, thành phố đã chuyển sang hệ thống đọc đồng hồ tự động để có thể thu thập và truyền dữ liệu về lượng nước tiêu thụ và có thể lập hóa đơn. Hệ thống độc quyền này dự kiến sẽ có vòng đời là 20 năm. Tuy nhiên, thì các đơn vị đồng hồ thông thường viết tắt là MTU thì truyền dữ liệu từ những đồng hồ riêng lẻ đến hệ thống trung tâm của thành phố thông qua tần số vô tuyến đã bị hư sớm hơn rất nhiều so với dự kiến trước đó. Và một số lượng đáng kể những đồng hồ này của thành phố đang bị hư trước thời hạn dự kiến là 20 năm. Hiện tại thì hơn 30% trong số này đã bị hư. Điều này dẫn tới những thách thức trong việc lập hóa đơn và giao tiếp với khách hàng và chắc chắn ảnh hưởng tới lòng tin của khách hàng cho dịch vụ thành phố. Thậm chí nhiều đơn vị hơn dự kiến sẽ còn bị hư. Và những tai nạn dự kiến này tiếp tục sẽ dự báo hiện có 5.000 cho đến 8.000 đồng hồ nữa bị hư trong mỗi tháng. Với tỷ lệ cao là những cái tai nạn hoặc là bị hư này xảy ra vào mùa đông, còn cao hơn nữa so với mùa hè. Và thưa quý vị, một lần nữa thì nếu như quý vị cảm thấy rằng hóa đơn tiền nước trong nhà của mình cao bất thường trong những tháng gần đây, quý vị cũng có thể kiểm tra và yêu cầu thành phố kiểm tra. Cảm ơn quý vị đã theo dõi những thông tin. Và tiếp đến chúng ta cũng đang bước vào những tuần cuối của tháng 10 và tháng 11 thì sẽ có một sự thay đổi về giờ thưa quý vị. Và mới đây nhất thì tỉnh bang Quebec đã ra mắt một cái chương trình gọi là tham vấn công khai về việc bãi bỏ giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày. Và chính quyền Quebec cho biết rằng họ muốn lắng nghe người dân tại đây về khả năng hủy bỏ việc thay đổi giờ 2 lần trong một năm. Bộ trưởng Tư pháp đã cho biết rằng việc thay đổi giờ có rất nhiều tác động tiêu cực tới sức khỏe, đặc biệt là đối với trẻ em và thanh thiếu niên. Và Bộ trưởng vì vậy mà đã công bố một cuộc tham vấn công khai. Nó sẽ kéo dài cho đến ngày 1 tháng 12 và cho biết là sau đó chính quyền có thể đưa ra luật bãi bỏ việc áp dụng giờ ban ngày. Nhưng mà ông không nói liệu tỉnh này có muốn bãi bỏ giờ ban ngày hay là áp dụng vĩnh viễn hay không. Hầu hết người dân Canada sẽ phải chỉnh đồng hồ lùi lại 1 giờ vào ngày 3 tháng 11 và sẽ chỉnh lại vào ngày 9 tháng 3 năm 2025. Riêng tỉnh bang Ontario cũng đã thông qua luật vào năm 2020 để duy trì giờ ban ngày vĩnh viễn. Nhưng mà dự luật này phụ thuộc vào việc mà Quebec và tiểu bang New York có những hành động tương tự hay không. Quay trở lại về phía riêng của mình, Quebec cho biết rằng họ sẽ tự đưa ra quyết định và không bị ràng buộc bởi sự lựa chọn của các nước láng giềng. Điều trị mụn viêm, mụn nội tiết và thâm đỏ hiệu quả chỉ sau vài liệu trình, da sạch mụn và phục hồi tái tạo một làn da khỏe đẹp cho quý khách. Địa chỉ uy tín làm đẹp Ivy Beauty and Spa với 2 chi nhánh Mississauga và North York. Xin gọi 905 232 7899 hoặc 416 789 9999. Xin cảm ơn quý vị. Cao Services chuyên dịch vụ chuyển nhà, văn phòng lớn nhỏ, dọn rác nội thất, sửa nhà, dọn kho và thiết kế sân vườn tại các khu vực Toronto và vùng phụ cận. Xin gọi 437 221 2259. Elights chuyên cung cấp những loại đèn chùm, đèn LED hoặc là range hood. Chương trình giảm giá lên tới 50% đang diễn ra. Xin gọi Lên Đặng 416 277 3979. Và tiếp đến trong bản tin ngày hôm nay, khi mà nói tới nước láng giềng thì Du Lê xin mời quý vị cùng lắng nghe một câu chuyện gọi là hé lộ mới về hài cốt và thân thế bí ẩn của Christopher Columbus, người đầu tiên tìm ra châu Mỹ. Và Christopher Columbus đã qua đời được hơn 500 năm. Nhưng mà nhiều bí ẩn về cuộc đời của ông thì chưa từng được giải mã. Và các hé lộ mới về DNA, thân thế và hài cốt của ông liên tục được phát hiện và khiến cho chúng ta có cảm tưởng rằng là hải trình của Columbus vẫn chưa kết thúc. Và không biết là những quý vị nào đã tới Tây Ban Nha thì chắc chắn quý vị sẽ hiểu và biết được nhiều hơn về lịch sử, nhưng mà rất tiếc Du Lê chưa có cơ hội tới. Nhưng mà nếu ai đã từng tới thăm thành phố Barcelona của Tây Ban Nha thì chắc chắn quý vị sẽ bị ấn tượng bởi một tượng đài cao hơn 60 mét ở bến cảng Port Vell của thành phố. Và tượng đài có chân đế hình bát giác. Xung quanh đó là các bức phù điêu mô tả cảnh thiên sứ đang bay lượn. Và Du Lê được thấy ở trên Internet thì rất là đẹp. Dựa trên đó là có một chiếc cột đá cao 40 mét. Và trên đỉnh của chiếc cột đá, người ta đặt một chiếc tượng bằng đồng cao 7,2 mét. Điêu khắc hình ảnh một người đàn ông mặc âu phục, hai mắt nhìn xa xăm, một tay chỉ về hướng bên kia của bờ đại Tây Dương và tay còn lại cầm một cuộn bản đồ. Và đó chính là Christopher Columbus, người được mệnh danh là nhà hàng hải vĩ đại nhất thế giới, người đã tìm ra châu Mỹ. Câu chuyện về Columbus đã dẫn chúng ta quay ngược trở lại khoảng thời gian của thế kỷ 15, khi mà các cường quốc phong kiến ở châu Âu thi nhau mở ra những hoạt động thương mại xuyên lục địa, và họ đã để ý tới những thị trường rộng lớn hơn ở châu Á. Bởi châu Á nằm ở phía đông, và người châu Á sẽ phải dựa vào những tuyến đường trên bộ, băng qua Trung Đông để có thể tới được Trung Quốc hoặc là Ấn Độ. Mặc dù vậy, tuyến đường này thường xuyên bị kiểm soát bởi các toán cướp và các quốc gia Hồi giáo hoặc là đế chế Mông Cổ, và khiến cho hoạt động giao thương trở nên đắt đỏ và nguy hiểm. Và bối cảnh này đã thôi thúc các cường quốc châu Âu phải tìm kiếm ra một tuyến đường mới để đến châu Á, và tốt nhất là băng qua đại dương không thuộc quyền sở hữu của ai cả. Các thủy thủ Bồ Đào Nha khi đó đã tìm thấy một tuyến đường vòng qua mũi Hảo Vọng. Nó ở châu Phi để có thể đi tới Ấn Độ. Nhưng mà con đường này quá dài và làm cho hải trình tốn rất nhiều thời gian. Do đó, vào những năm 1490, một số nhà thám hiểm châu Âu, bao gồm cả Christopher Columbus, đã tin rằng trái đất hình cầu. Họ có thể dong buồm đi về phía Tây của Địa Trung Hải, rồi cứ thế băng qua Đại Tây Dương và sẽ tới được châu Á. Và để kiểm chứng điều này, Columbus đã thuyết phục được hai nhà tài trợ thiên tài. Đó là nhà vua Ferdinand II và Hoàng hậu Isabel của Tây Ban Nha, cung cấp thuyền, thủy thủ cùng lương thực và vũ khí cho mình thực hiện một chuyến hải trình băng qua Đại Tây Dương. Và chính xác thưa quý vị, vào ngày 3 tháng 8 năm 1492, ông đã chính thức rời cảng Palos để thực hiện chuyến khám phá vĩ đại của mình. Columbus đã chỉ huy con thuyền Santa Maria cùng hai thuyền nhỏ khác với tổng cộng thủy thủ đoàn là 90 người. Họ đi tới một hòn đảo thuộc địa ở phía nam của Tây Ban Nha trước khi chính thức băng qua Đại Tây Dương, và chuyến hành trình kéo dài ròng rã 2 tháng ở trên biển trước khi mà một thủy thủ của tàu phát hiện ra đất liền vào ngày 12 tháng 10 năm 1492. Và đó là một hòn đảo thuộc Bahamas ngày nay. Nhưng mà ngay cả khi đặt chân lên đó thì Columbus đã tuyên bố hòn đảo thuộc sở hữu của triều đình Tây Ban Nha. Ông tự đặt tên cho nó là San Salvador, trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là thánh cứu thế, rồi tiếp tục đi về phía nam để tìm thấy những hòn đảo tiếp theo thuộc Cuba, Haiti và Cộng hòa Dominica ngày nay. Ông tin rằng tất cả những miền đất ấy đều thuộc Ấn Độ ở châu Á. Christopher Columbus đã quay trở lại Tây Ban Nha để báo tin mừng. Không mảy may biết mình đã tìm ra một lục địa hoàn toàn mới. Tháng 3 năm 1493, đoàn thuyền Columbus trở về Tây Ban Nha và ông được triều đình và nhân dân đón tiếp như người hùng. Vua Ferdinand đã ngay lập tức phong cho ông làm phó vương và toàn quyền các thuộc địa ở Ấn Độ mà ông tuyên bố là đã khám phá ra. Sau đó, ông tiếp tục thực hiện tổng cộng là 4 cuộc hải trình tới eo biển Trung Mỹ để thiết lập chế độ thuộc địa ở các vùng đất này, nơi mà Columbus vẫn tin là vùng ngoại vi của châu Á. Tại các hòn đảo này, Columbus đã xây dựng các pháo đài, sử dụng vũ lực để bắt thổ dân địa phương phải cống nạp vàng. Và theo lệnh của Columbus, thì mỗi thổ dân trên 14 tuổi phải nộp một lượng vàng tương đương với một chiếc chung nhỏ mỗi tuần. Điều đó đã đẩy thổ dân châu Mỹ đến chỗ căm phẫn nhưng không thể làm gì được. Đến mức cùng quẫn, họ đã đi phá các kho bánh của người Tây Ban Nha, rồi tự tử bằng cách nhịn đói, ăn rễ cây độc hoặc thậm chí là nhảy khỏi vách đá. Một số các nhà sử học nhận định về di sản của Columbus và nói rằng ông ấy là một bậc thầy ở trên biển, nhưng là thảm họa trên đất liền. Thực tế là chế độ cai trị của Columbus không hề đem lại hiệu quả. Lượng vàng mà ông mang về từ các thuộc địa ở châu Mỹ quá ít ỏi và khiến ngay cả nhà vua Tây Ban Nha cũng không hài lòng. Và dần dần Columbus bị thất sủng, ông bị tước chức toàn quyền. Đến năm 1504, người ủng hộ đắc lực nhất cho những chuyến hải trình của ông, nữ hoàng Isabel qua đời. Columbus đã hy vọng di chúc của nữ hoàng sẽ ban cho ông quyền sở hữu các quần đảo ở Tây Ấn Độ, nhưng mà hy vọng này cuối cùng đã tan biến. Cuộc đời của Columbus xuống dốc kể từ đó, và cho tới ngày 20 tháng 5 năm 1506, Columbus qua đời một cách thê lương, không có tài sản, không có quyền lực và không còn vinh dự. Mặc dù vậy, vinh dự của Columbus đã được phục dựng lại khi mà những người hậu thế của ông ở châu Âu tiếp tục khám phá tân thế giới để phát hiện ra đó không phải là Ấn Độ. Cả một lục địa mới đã mở ra và tạo một bước ngoặt lớn cho lịch sử châu Âu. Và đó là kỷ nguyên xâm chiếm và khai phá thuộc địa ở châu Mỹ. Nhờ có con đường mà Columbus khai phá, châu Âu mới giải quyết được mọi vấn đề của mình, từ sự gia tăng dân số, nguồn vàng và tài nguyên vật liệu khan hiếm. Các thuộc địa châu Mỹ đã trở thành cái nôi cho nền kinh tế và khoa học, công nghiệp ở châu Âu phát triển, và Columbus vì vậy có thể là một biểu tượng cho sự bóc lột của người dân bản địa ở châu Mỹ, nhưng lại là một người hùng của cả châu Âu. Một bằng chứng cho điều đó, đó là có tới 25 ngôi làng ở châu Âu nhận Christopher Columbus là thành hoàng của mình, và họ đều tuyên bố rằng Columbus được sinh ra ở đó và từng là một người con ở đó. Theo các tài liệu chính thống, Columbus sinh năm 1451 tại thành phố Genoa, một vùng đất thuộc nước Ý ngày nay, và tên khai sinh của ông theo tiếng Ý có nghĩa là Columbo. Cha của ông tên là Columbus và làm nghề dệt len và bán hàng nhỏ, còn mẹ ông xuất thân từ một gia đình tiểu thương. Columbus lớn lên tại Genoa, học nghề hàng hải từ khi còn trẻ và bắt đầu sự nghiệp đi biển. Không những vậy, ông còn làm cướp biển. Năm 1476, Columbus di cư sang Bồ Đào Nha, tham gia trận hải chiến giữa Bồ Đào Nha và Genoa. Và sau đó, ông đề nghị vua Bồ Đào Nha tìm một con đường hàng hải chạy về phía Tây và thẳng tới phương Đông, nhưng không được chấp thuận. Sự từ chối của vua Bồ Đào Nha đã đẩy Columbus đến Tây Ban Nha vào năm 1485, nơi ông kiên trì để có thể thuyết phục vua và hoàng hậu suốt 7 năm trước khi nhận được lời chấp thuận tài trợ cho mình. Bằng chứng về việc Columbus là người Ý dựa vào chủ yếu trên một bản di thư của ông viết vào ngày 22 tháng 8 năm 1498 và nói rằng ông sẽ để lại điền trang của mình tại Genoa cho gia đình, và vì đó là nơi mà tôi đã sinh ra và lớn lên. Tuy nhiên, các nghi ngờ đã được nảy sinh khi mà các sử gia không tìm được bất cứ thư từ hoặc là tờ báo nào liên quan tới bút tích của Columbus, trong đó ông sử dụng tiếng Ý, hay nói cách khác Columbus có thể là không hề biết tiếng Ý. Một số người giải thích rằng Columbus sở dĩ không dùng tiếng Ý do tiếng mẹ đẻ của ông là tiếng địa phương và thứ tiếng này không có chữ viết. Nhưng số khác lại cho rằng Columbus không biết tiếng Ý đơn giản vì thực ra ông là người Tây Ban Nha. Câu hỏi đặt ra là tại sao con trai của một thợ dệt len bình thường ở Ý lại có được kiến thức, hoài bão và những kỹ năng ngoại giao cần thiết để thực hiện được một trong những hành trình táo bạo nhất trong lịch sử của nhân loại. Điều đó có thể được giải thích nếu như Columbus thực sự sinh ra ở Tây Ban Nha, trong một gia đình giàu có, và điều này cho phép ông có thể kết hôn với một quý tộc Bồ Đào Nha và có các trao đổi thư từ liên tục với giới thượng lưu, và cuối cùng cho phép ông nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của triều đình. Thậm chí còn có giả thuyết cho rằng Columbus là con trai bất hợp pháp của giáo hoàng Innocent đời thứ 8. Mặc dù có rất ít bằng chứng khoa học về giả thuyết này, nhưng mà ít nhất thì nó cũng giải thích được tại sao Columbus lại kiên quyết giữ im lặng về quá khứ của mình. Theo đó, thực ra ông là một hiệp sĩ dòng đền, thành viên của một đội quân tôn giáo đầy thanh thế và huyền bí được thiết lập vào năm 1118 nhằm bảo vệ người hành hương và mộ Chúa Giêsu từng được nhắc đến trong tiểu thuyết ăn khách của Vinci. Và nhưng đó vẫn chưa phải là những tưởng tượng bay bổng nhất về thân thế của Columbus. Một trong những giả thuyết vô căn cứ nhất đã nói rằng ông ấy thực ra là người Ấn Độ và đã bị gió bão cuốn sang châu Âu, và toàn bộ hành trình của Columbus chỉ là đang tìm đường về nhà. Và cho tới tận ngày nay, các nhà khoa học vẫn đang tranh cãi xem Columbus thực ra là người nước nào. Điều đó lẽ ra có thể được xác định từ xét nghiệm DNA, nhưng mà khó khăn nằm ở chỗ là ngay cả hài cốt của Columbus cũng là một bí ẩn. Nhà hàng hải vĩ đại mất vào ngày 20 tháng 5 năm 1506 tại Valladolid, một thành phố phía bắc của Tây Ban Nha, và theo duy nguyện thì xác của ông được lọc bỏ thịt và chỉ để lại xương, như một phong tục tập quán thời đó. Và đây là một câu chuyện mới bắt đầu. Bộ hài cốt của Columbus đã có những chuyến phiêu bạt bốn phương không khác gì chủ nhân của nó khi còn sống, thưa quý vị. Di chúc của Columbus nói rằng ông muốn được chôn cất tại đảo Hispaniola, ngày nay thuộc Cộng hòa Dominica, và một trong những hòn đảo đầu tiên mà ông đã tìm thấy ở châu Mỹ. Tuy nhiên, phải mất 36 năm sau khi mất, hài cốt của ông mới được chuyển đến đây. Trước đó, con trai của Columbus đã giữ xương của cha mình ở một thành phố Tây Ban Nha, và con trai cũng là người di tán cha mình ở nhà thờ ở đảo Hispaniola vào năm 1942, khi cuối cùng ông cũng được thừa kế di sản của cha mình và trở thành toàn quyền của hòn đảo. Columbus đã an nghỉ ở đây khoảng gần 300 năm, cho đến khi Tây Ban Nha mất hòn đảo này vào tay người Pháp năm 1795. Hài cốt của Columbus đã được chuyển tới Cuba và vẫn còn là thuộc địa của Tây Ban Nha vào thời đó. Sau khi Cuba giành được độc lập sau cuộc chiến Tây Ban Nha-Hoa Kỳ năm 1898, di hài Columbus lại được đưa về thánh đường Sevilla ở Tây Ban Nha, và tại đây, bộ hài cốt của ông được an táng và đặt ở trong một ngôi mộ hết sức cầu kỳ. Mặc dù vậy, vào năm 1877, thì một tốp thợ khi sửa chữa thánh đường Santa Domingo ở trên đảo Hispaniola là tìm thấy một chiếc hộp bằng chì có chứa xương ở bên trong. Bên ngoài hộp được khắc chữ là người đàn ông lừng lẫy và xuất chúng, Christopher Columbus. Điều này đã khiến cho nhiều người cho rằng thực ra bộ xương của Columbus chưa từng rời khỏi hòn đảo này. Mặc dù vậy, trong một chương trình truyền hình mới lên sóng ở Tây Ban Nha có tên là DNA của Columbus, nguồn gốc thực sự của ông ấy, các nhà khoa học nước này cho biết họ đã đối chiếu gen được tìm thấy ở trong hài cốt ở thánh đường Sevilla ở Tây Ban Nha với gen hài cốt của hai người con trai của Columbus. Nhưng kết quả trùng khớp cho thấy hài cốt ở Sevilla chính là của Columbus. Và điều này bất ngờ nhất thậm chí còn chưa dừng lại ở đó. Sau khi phân tích mẫu DNA từ hài cốt của ba người, họ đã phát hiện ra rằng gia đình Columbus thực ra có nguồn gốc là người Do Thái. Vào thế kỷ 15, có khoảng 300.000 người Do Thái sống tại Tây Ban Nha trước khi bị buộc phải cải đạo hoặc là lưu vong bởi vua Ferdinand II. Và việc mà trục xuất người Do Thái diễn ra năm 1492, trùng với thời điểm mà Columbus bắt đầu hành trình khám phá châu Mỹ. Và chính vì vậy có một giả thuyết hạ dị cho rằng Columbus là người Do Thái, được sinh ra ở Tây Ban Nha vào thời điểm xảy ra cuộc đàn áp về tôn giáo và thanh trừng sắc tộc dữ dội, và khiến cho ông ấy phải cải đạo sang Công giáo và đồng thời giấu kín lai lịch của mình. Tất cả những phát hiện mới này đang tiếp tục đăng cài thêm câu chuyện vĩ đại của Christopher Columbus, nhà hàng hải lỗi lạc nhất trên thế giới, và là người đã tìm ra châu Mỹ, và khiến cho chúng ta có cảm tưởng như là hải trình của ông vẫn còn đang tiếp tục. Và Du Lê cũng cảm ơn quý vị đã lắng nghe câu chuyện vừa rồi, và không biết rằng quý khán thính giả của Tin Người Việt Canada thì có những phát hiện và những hiểu biết gì mới mẻ hơn đối với Columbus, quý vị có thể chia sẻ cho bản tin. Một lần nữa thì cảm ơn quý vị đã lắng nghe bản tin từ đầu cho đến cuối và để lại bình luận. Hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo tại channel Tin Người Việt Canada.